xa xa mày mớ ca bầm bơ chơi muối xa rõn xón miên tà lại khô mà phay tà là Yeah. Này cứ chiếc ca HG9055 rồi bỏ brand Marvo. Đại viên mình đã like khó mà phải đó là hai viên chiếc phép bộ vơ dù sẵn sàu. Ta vậy tới chiếc vơ dù sẵn sàu. Ok, chẳng bà xem chiếc dương giấy tạ tôn chiếc mối nâng ca sẵn sàu với mình. Vì mình bánh chai chiếc phí phép phép. Tì mối cứ phép phép vơ dù sẵn sàu, tì phí cứ phép phép tru sẵn sàu. Chẳng bên ấy dương nâng mau này giấy tạ tôn chiếc mối ca vơ dù sẵn sàu. Rồi thà cả HG9055 này rồi bỏ mà vô chiếc phép phép phụ vơ rú xa ra ổn xóm bấm bơ chốt mùi. Ok, dương mơ tờ lơ phía tay mà đón cứ xa ra ổn xóm bộ không ai mau thà xâm lên chung vinh. Hai bấm bơ nóng miên ảnh tờ này thà bấm bơ tư. Chỉ mùi nâng chốt mùi nó cứ miên bạc mùi nâng nâng nâng. Rồi ảnh phó rồi bỏ viên vinh cứ chiếc phép phép phụ USB đài thoa mà đá dương khơn ca xem xếng pra đòi phụ ở các ba mù mú. Đại dương áo chung mô tha vì chỉ phép phép phụ stereo. Rồi ở USB cứ chỉ phép phép phụ sở đoán sound. Nhưng ai chẳng làm cả lại nhận bán. Hai vơ dù sở đoán sound. Cứ vì chỉ cao bầm lãnh vì USB nó anh. Cứ bầm lãnh vì phụ phép phép stereo từ sở đoán sound tại mở đồ. Video này sponsor đổi khang V Store Center. Nè tặng học ní ai xoay rô computer group page bán nư ai V Store Center. Đại chìa sai khá tí bấy rồi bỏ V Tech Computer. Rí ai tí tăng bỏ viên vấn cư nè tặng học ní ai rô chiêu bán nơi tam đổi play phí chất muối. Các bài hẹp xa hay lì và xin chỉ dương chi phí bè lục xoan máu hút tổng tích hay khơi bán nô thông muối. Nơi khẳng xin đây nô ai cư nè tặng học ní khơi V Store Center hỏi. Ok, chẳng dương mà mơ rụ riêng càng đi vinh. Thay vì mình lại bài mệnh. Chẳng cả các cư mình lại tốn rồi lúa là ồ. Hay là trong thật nó có vì mình bóng. Nâng mình thua ở dương chư các ba nổi tê. Rồi thay vì ai đầm râm tới tam tổng hôn các ba bao dương bàn. Hay bê đã đạt tới lời chương đầm rố. Cư vì mình lại bài mệnh. Giáng vinh tiết bóng là nơi logo rồi bóng mà vô ni. Cứ vì ai phát đồ bàn vì mỗi bóng tới mỗi bóng. Hai riêng xét bằng tích đồ tha logo bóng ni. Nhưng ai cần nói bàn khuôn ai nhu tì. Ok, nghĩa mà mơ software rồi bóng HG9055 này vinh. Chẳng dương ai cho tự can website Marvo. Nhưng mà đã link. Hai nè nó nghe con tại search HG9055. Hai download vô mà ảnh sau nó công tơ rồi bóng nè nó nghe cho cả sạch. Tỏ, cho một vẹn testing mà đồng. Chẳng tờ lơ cả testing cứ dương pra tờ lơ channel mối nơi trong YouTube. Đại kê tẹo tôn cho mối nâng ca tè. Tờ lơ ca xem xem thà quality bọc ca năng viên miên lạc bài mệnh. Chẳng đồ dương mơ nơi lơ bọc up. Cứ khang mà vô quạt đại tẹo tôn mối frequency response. Cứ chạp pin mà pay hết tạo đo pin mơn cái lâu hơn năng. Chẳng chạy sẽ đánh dương bàn tè. Hơi dương bàn tờ tua tần này. Thằng mà vô nấy cứ tờ tua bật tụ. Đặt tiếp bổng phát tẹo tôn mối frequency bao viết cư trâm mập hay bấy tới lời mập hay hợp. Ok. Hai dòng rạp bật tụ của bổng phát cư viết ban trâm tay mùi mơn pram rồi hớt tới đó mà mơn phẩm mùi hơn tay bản đồ. Và dưới anh giấy tới ban đập hẻm tới đập phẩm mùi kỳ lâu hớt năng. Nhân tẹo tôn chỉ mùi năng information này viết ban bằng 2 nơi tròn ở bọc ní cư viết bằng trâm trâm ấy tẹo tôn chỉ mùi năng frequency để viết tụ ban của bổng phát. Hai dòng rạp ca đặt lứ nơi trong channel này cứ quạt bàn ở sầm lên để viết ách bằng lưu láng cứ trong chùm nói mà rồi mà pay viết đặt excellent cứ dương ách snap bàn trầm chappy excellent pointer hai xe mẹ ca tê tê lưu sở đoán sound nhưng bàn snap chùm hiếng tê tới cứ dạ ách tui vô bàn hoặc là phong là bao viết cứ viết mình hấp nán đôi chỉ ca professional khắc khắc đi. Chính xin mẹp ca đại miên thả lại và phân năng dương ai tiêm tiêu của chuyên năng bán này. Hay dương gọi ai thiệp thiệp cho mỗi năng ca professional đây.
អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកតាក់ទងជាមួយនឹងកាស HG9055 របស់ Marvo នេះយើងអាចប្រើបានគ្រប់វ័យមិនថាយើងយកទៅលេងហ្គេមស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏មើលរឿងភាគថៃមើលរឿងភាគថៃភាគថៃភាគថៃអូខេឯតម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ $18ទេហើយមានការធានាចេញពីខាងក្រុមហ៊ុន Marvo រហូតដល់មួយឆ្នាំទៀតបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់$18បើសិនជាយើងយកទៅទិញរបស់ brand ទិញតែ logo brand មួយក៏អត់បានដែរនិយាយលេងទេតែវាជាការពិតអូខេចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះអាច like និង share ម្នាក់មួយទៅហើយកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង channel YouTube យើងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជា VTech Tech វិញព្រោះថា VTech Gaming Center TV វារៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះវាទៅជា VTech Tech កុំភ្លេច subscribe អ្នកមួយចូលចិត្តដាក់ like មិនចូលចិត្ត dislike នៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ